anh không nghe cái gì nói, con nên là cái gì mà chắc thích. Chắc là kiếm một thằng đàn ông ra ngoài cửa thứ ba để lắc đích vô. Và bây giờ tôi nói chuyện giờ của mày không thể nào bắt kịp tao. Và hôm nay là mày còn ra rap về tao cũng cắt nhiều sao. Vô, bước vào đây cho để tôi dạy cho mày thấy ok. Chứ bây giờ mà mày có thể bắt cao rap à. Và bây giờ tôi đắp cho đao pháp. Vô, mặt mày hôm nay là tao tay. Và bây giờ tôi nói mặt mày là đưa cho bao lấy. Vô, thằng bị trùng sức. Thứ cho mày nó là gì là một trùng sức. Vô, mày chính xác là nhục nhất. Đây là mày cung cao tính mày cho mày trùng sức. Vô, biết chỗ đây ngay. Và bây giờ tao cho mày biết tao sẽ chơi tiếp. Và bây giờ tao nói mắt của mày sẽ hơi hiếp đi. Và bây giờ mày cứ tiếp đi. Và bây giờ tao cho mày biết mày đang tiếp mi thích gì. Bước một đây chơi. Và bây giờ mày là mồi bước một đây chơi. Dạ. Ăn rồi mập mở biết ác quá. Dạ. 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 Tính của mày tao đập cho tao bằng hàng thì tao cái lồn má biết cặt rồi. Vô đi 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 tao thấy mày nhắc tên ai với mỏ cũng lần này. Để bây giờ tao cũng không nhắc mày uống thuốc lắc trên bài. Phần tao chắc trên bài. Để bây giờ tụi tao cũng nhắc và mày biết chắc trên bài. Nên tụi tao cũng nhắc mà tụi mày không thể nào mà bắt được tao đâu. Mày giống như mẫn nhiên sáng tác là tao. Đây là trò game không phải chán là ao. Giống như là mày của mày quần xì của tao bò được mất. Mày không cần gì. Sao chắc bi mày thì cần đủ quần xì. Thở như mày thì bây giờ làm sao cái tiền hàng. Khi bây giờ mày là quần xì vàng. Lúc mà tao đặt đồng mày xuống. Mày đang muốn gì mày xuống đây mày muốn cu tao. Lâu mặt mờ, biết mày là thằng chắc kìa. Em ơi từ từ để anh nha.